Xin chào các bạn. Hồi bé, vào những lúc rảnh rỗi và không phải đi học, tôi thường được giao nhiệm vụ đi chăn bò để phụ đỡ bố mẹ. Sau khi dắt bò ra đồng và tìm được bãi cỏ ngon, tôi thường thả cho chúng tự ăn, rồi đi tìm những cây cỏ gà để chơi cùng với tụi bạn. Cây cỏ này rất dễ dàng nhận ra vì nó có hình dạng khá đặc biệt so với các loại khác. Điểm nổi bật nhất chính là phần đầu phình to thành một khối kết hợp với những lá cỏ mọc tua ra, nhìn nó trông như một cái đầu gà. Phần thân của nó có hình sợi tròn, bởi thế nó còn được gọi là cỏ chỉ hay cỏ ống, nhưng chúng tôi vẫn quen gọi là cỏ gà hơn. Sau vài phút đi tìm trên những bãi đất, tôi đã có trong tay một nắm cỏ gà. Chơi trò này rất đơn giản, một đứa cầm cọng cỏ gà giơ ra, đứa còn lại cũng cầm một cọng cỏ khác chặt vào cọng còn lại. Cứ luôn phiên chặt qua lại như vậy, cho đến khi cọng cỏ của đứa nào gãy trước thì đứa đó thua. Mỗi lần cọng cỏ của ai bị gãy, chúng tôi thường la lên với hai từ khá kinh dị, bởi khi nhìn cảnh đầu gà rơi xuống y như trong phim bao công xử án vậy. Khi cọng cỏ đã bị gãy, chúng tôi sẽ lấy một cọng cỏ khác để chơi tiếp. Nhưng lúc chặt đứt được cọng cỏ của đối phương, bọn tôi thường có cảm giác hả hê và khá là phấn khích. Để thêm phần gay cấn, thi thoảng chúng tôi hay giao kèo với nhau rằng đứa nào thua sẽ phải chịu phạt búng tai, cũng rất thú vị. Nên ai cũng muốn tìm được cho mình những cọng cỏ gà chắc khỏe và dẻo dai. Sau khi đã chơi chọi cỏ gà được một lúc lâu như thế, chúng tôi lại rủ nhau chơi trò khác. Với trò này, đầu tiên bọn tôi sẽ đi tìm những chỗ đất có độ dẻo tốt. Mỗi đứa lấy một lượng đất khoảng chừng vốc tay rồi đem lên bờ. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ tìm chỗ nào đó bằng phẳng thì mới có thể chơi được trò này. Trước tiên, ta sẽ nhào nặn nhiều lần cho nó thật dẻo và nhuyễn, rồi nắn thành hình khối vuông. Sau đó, đặt hai ngón tay cái vào phần giữa của nó và nhấn xuống. Các ngón còn lại sẽ giữ nhẹ bên ngoài khối đất. Tiếp tục xoay khối đất rồi làm tương tự với các phía còn lại. Bằng cảm nhận của những ngón tay, ta sẽ khéo léo nắn chỉnh một cách đều đặn phần đất này để tạo thành vành pháo. Tiếp theo, tôi sẽ từ từ miết nhẹ lớp đất phía dưới để làm mỏng phần đáy đi. Sau khi nặn xong, nhìn nó khá giống như một cái chảo không có tay cầm như thế này. Và bây giờ, ta sẽ cầm pháo lên bằng cách nhẹ nhàng gỡ nó khỏi mặt phẳng bên dưới một cách từ từ, rồi đặt đáy pháo tiếp xúc với lòng bàn tay. Để làm nó phát ra tiếng nổ, bạn chỉ việc đưa nó lên cao, úp mạnh lòng bàn tay xuống để vành pháo tiếp xúc với bề mặt sân chơi. Khối đất sẽ bị vỡ và phát ra âm thanh giòn giã như một tiếng pháo nổ. Có lẽ bởi vậy nên mọi người gọi nó là pháo đất. Chơi pháo đất rất đơn giản, tuy nhiên cũng cần một chút kỹ thuật để điều chỉnh sao cho miệng pháo khi úp xuống phải tiếp xúc đều với bề mặt sân chơi mới có thể tạo ra tiếng nổ to. Nếu góc tiếp xúc không chuẩn, pháo sẽ vón thành một cục chứ không nổ được. Chúng tôi sẽ lần lượt cho pháo nổ. Khi pháo của ai nổ to nhất với lỗ vỡ lớn nhất thì người đó được coi là thắng cuộc. Và đứa nào thắng nhiều lần nhất trong buổi hôm đó sẽ nhận được một danh hiệu rất cao quý. Khi nhận danh hiệu này, nó khiến chúng tôi có cảm giác như mình là người mạnh mẽ nhất vì được tung hô là pháo thủ vô địch.